nhiều chuối đấy. Mình ăn. Chào mọi người nha. Ngày hôm nay gia đình mình mua ít hoa quả lên núi Sơn Trà. Hôm nay mua được cái gì đây? Để xem khỉ nha. Mua hoa quả lên cho khỉ nó ăn, cho trẻ con nó xem. Biển ngày hôm nay thì sóng rất là to. Thời tiết khá là đẹp đấy. Nhưng mà sóng to lắm, không tắm được đâu. Chỉ đi lướt sóng thì được rồi. Đây là đường lên núi Sơn Trà này. Mất phòng mùa quá. Khu vực này, hiện tượng này thì rất là hay có khỉ nó ra đây nó xin ăn. Không hiểu sao hôm nay lại không thấy con nào quỷ hô. Đây là coi như là kế hoạch mà đi xem khỉ hôm nay là thất bại rồi. Ê, nó chán. Oh no. Không xem được khỉ thì mình quyết định quay lại vào chợ Mỹ An để đi ăn vặt. Thấy vợ bảo là trong chợ có mấy quán ăn vặt ngon lắm. Mình chưa vào trong đấy ăn bao giờ, không biết như thế nào, vào thử xem như thế nào. Để mẹ dẫn thì bố có biết đường đâu, mẹ mới biết đường. Thẳng đi, thẳng đi. Cái mày cùng ngu. Đúng không? Đó. Cái này chắc chắn là không biết. Người ta vẫn chưa mở cửa nhỉ? Không, nghĩ cái này là không có đường thoát đâu. Đi về thì mày cùng. Đây là mày cùng sóc. À, là ở dưới này. Điên à? Đâu? Cái chỗ này là thường ngày mẹ cho con đi uống nước cà rốt đây thấy. Đúng không? Thế đâu chỗ mà ngồi. Cầm cả bánh làm gì con? Ăn. Quay à? Đây này, đây này. Rồi xong rồi, xong rồi. Hai người bán kem bơ có cái hộp cho chị đấy. Cho chị 2 ly kem bơ. Dạ. Việt ăn gì về đây? Anh ăn gì? Chè gì nữa ta? À, trong đây có một cái nồi rồi. Vô đó đồ keo rồi lấy cho. Lấy 2 kem bơ rồi nhá. Đâu menu đâu? Bóc ra được, thịt bóc là bóc. Ba nè. Chè thái sầu nhá. Em ơi, các chị một chè thái sầu với một sữa chua mít. Thái sầu riêng là 1 cm mít. Đây, kem của con này. Ăn có khác gì chè điên không? Ăn thế. Thế à? Ăn được không?
Đấy, đây là đá kem đấy. Ngon không? Khoai ăn thấy ngon không? Được. Khoai thấy thế nào? Ngon. Ngon này. Tay cẩn thận gì cơ? Cứ để tay vào cái chỗ bẩn lắm này. Đây đã. Mẹ mày là gì vậy? Chè kem bơ. Ăn được không? Ngon mà. Mà chè đây thì hơi ngọt. Ngọt quá nhỉ. Thêm đá vào không? Để em tưởng xin thêm đá. Lý ơi, Hương thêm xin một chén đá. Nữa ăn chè gì? Chè hoa quả. Hoa quả à? Thì ăn đấy. Đây một ly đá này. Đây một ly đá này. Ôi giời ơi, hết vào quần bố bây giờ. Thôi là ăn thôi là. Ăn một cái bát chè có khi lo luôn. Chợ Bắc Nghĩa này cũng là chợ khách du lịch đi Trung Quốc thường ăn. Vào đây đông hết. Ngày xưa ăn thì rẻ, nhưng mà bây giờ kiểu như có du lịch nó đắt hơn, chắc có 10.000 hay 7.000 một ly thôi, bây giờ lên khoảng 15.000 đấy. Bây giờ cái gì chả tăng giá. Ừ. Bây giờ tiền bị mất giá. Bây giờ đi chợ mua cái gì cũng đắt đi. Tiền đang bị mất giá. Bây giờ cái gì cũng đắt. Chỉ có mỗi tiền là rẻ. Nhưng mà 15.000 một ly này là rẻ rồi. So với những thời buổi bây giờ tầm này là ăn được rẻ. Thời buổi bây giờ mới 5.000 chả làm được gì. Vẫn ăn được bát chè là tốt này. Còn một cây đá. Cách đây mấy năm thì là 7.000 một ly. Đá nữa à? Con ăn đá nữa à? Không. Đây có đá rồi. À, đá rồi. Cái quán chè kem bơ cô bên này rất hẳn luôn. Chắc là nổi tiếng đây ấy. Ừ, nổi tiếng ở chú chợ Bắc Nghĩa. Mà nhiều người đây chỉ ăn chè kem bơ thôi. Bà ngoại vào đây cũng thích ăn chè kem bơ ở đây. Chắc là bơ ở đây ngon. Lần nào bà cũng bảo mày cho tao đi ăn chè kem bơ đi. Cái bơ này đúng vẫn còn cả mùi bơ biết các kiểu đúng chuẩn luôn nhỉ. Bơ mà, anh em một ô bơ ấy. Quán này là quán chè cô Vân. Cô Vân. Đến cái menu như là kem bơ cô Vân. Món kem bơ chắc là món chính ở đây. Kem bơ cô Vân. Cô Vân á. Kem bơ cô Vân. Mẹ cô Vân sao? Cô Vân như là cô dạy học mà. Đấy là cô giáo của con. Cô giáo con tên là Vân đúng không? Đúng. Đây là quán chè trên hả? Đây là cô chủ quán đây tên là Vân. Đây à. À cái cốc của những kem bơ cô Vân này, cả số điện thoại luôn. Ở đây là món kem bơ là chính. Làm sao ở đâu ạ? À? Đi gửi tiền. Đi gửi tiền đấy. Đi hè. Kem bơ một áo nha, áo đi thẳng thẳng, thẳng đi thẳng thẳng.
nói với chị á, chứ tình hình thi bình thường. Cái gì? Không được tay không? Ăn ốc à? Mẹ ơi, vừa ăn chè không ăn ốc không? Vừa ăn chè không ăn ốc có bị đau bụng không? Không biết nhưng mà hơi cãi can đi. Người ta nghe người ta phải ăn ốc trước ấy. Người ăn chè. Cái này lòng sầu có ai lòng sầu không? Lớn rồi cô Hằng. Em về đường ăn cái ốc có cái ốc hấp không nhỉ? Không ăn đâu, không có. Chỉ có ốc xào à? Là ăn tiêm không? Không. Ăn một đĩa được, ăn thử nào. Hả? Ăn thử một đĩa. Ăn 5 cân thủy làm. Đây đây đây, cái bàn này còn thừa chỗ rồi. Hy vọng là tí nữa về không bị đau bụng. Tí nữa về mà bị đau bụng chết. Đau bụng mấy ngày mới? Không biết, tại vì vừa lấy vừa ăn chè. Ui, cái ghế làm sao nhỉ? Ủa đấy bọn anh làm gì? Ủa, chả sợ, chả sợ. Cái gì một đĩa? Cái gì mà một dĩa, bốn người có dĩa mà. Hai đĩa đi. Ồ, hai đĩa đi. Ăn ốc. Ốc không ăn. Là gì ăn bim bim này. Không. Mày nhắm vừa ăn. Có hai vừa ăn bim bim mà một cái nữa rồi. Một cái nữa ăn hỏi. Vừa ăn hết à? Đúng. Ăn nhanh thế. Ngon rồi. Ý ý. Ý ý. Ý ý. Yeah. Ý với đây nè. Này bây giờ đâu mở ra nhìn đây. Lớn hơn rồi. Ý ý. Đây là địa ốc cho chúng tôi làm cho không đúng không? Ăn thử đi. Ừ. Ra gì ạ? Người ăn đông hết. Anh thích ăn ốc hấp hơn mà em không có nhỉ? Ốc xào này, có vẻ không cái này ốc này phải mút này. Mới đúng kiểu. Các bác mình ăn. Ăn kiểu mút chụt chụt chụt. Cái này cũng chả có thử. Rồi, chuẩn bị đi về đây. Ơ, khẩu trang của đâu? À, bị đạt. Đeo khẩu trang vào. Ủa vậy khẩu trang con đâu? Khẩu trang con để trên xe. Để à? Đây đi ngày ra. Hôm nay ăn hơi bị linh tinh. Không biết là về nhà có đau bụng không? Ơi! Đi đường này chứ, để xe đầu này mà. Dạ. Đấy, đường ra khá. Hy vọng là không bị đau bụng. Có ạ. Nói chung là chè thì ok, nhưng mà ốc thì không ổn lắm. Thôi, ăn chả biết. Ốc, hay thằng kia. Ốc ăn không ngon, nó không sạch. Làm gì có quán nào khác? Không có đến mạng đông. Chả như cả cái này bình thường không? Hai dân ở đây người ta thích ăn kiểu này. Mình chợ thấy cũng còn đấy nào buổi chiều cũng đông người đông. Mình không thích ăn kiểu đấy.